Chào quý vị và các bạn, hôm nay kinhhome.vn sẽ giới thiệu một cái dòng sản phẩm máy làm tỏi đen T-Rod TS907. Thì cái máy dòng tỏi đen này là nó mới ra đời cách đây khoảng đầu năm 2018. Thì cái máy dòng tỏi đen này theo đánh giá khách quan á, của shop á, thì đây là một cái dòng rất là ưu việt cả về thiết kế, điều khiển, sử dụng và màu sắc luôn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem ha. Thì ở đây máy dòng tỏi đen này nó có hai màu, một loại màu màu đỏ và một màu xám như vậy. Thì hôm nay mình review thì mình lấy ra thì trúng cái màu xám. Thì thứ nhất là máy làm tỏi đen này nó có cái thân máy thì nó được làm bằng kim loại và được sơn phủ lên một cái lớp chống oxy hóa, ở phía trên này cũng vậy, và ở phía trên nắp và ở phía dưới này thì nó được ốp nhựa, và cái trên cái mặt điều khiển này nó cũng được ốp nhựa luôn ha. Thì song song đó là cái bộ phận điều khiển, cái bảng điều khiển này được làm bằng là bảng điều khiển điện tử ha, và ở trên đây nó có màn hình hiển thị LED. Thì trên cái màn hình hiển thị LED này thì sau cái clip này mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn sử dụng và mình giới thiệu cho các bạn xem ha. Thì ở bên trong của máy thì gồm có cái lồng nồi ha. Lồng nồi này thì được làm bằng hợp kim nhôm. Lồng nồi được làm bằng hợp kim nhôm và sơn phủ một cái lớp chống dính cao cấp ha. Cái lớp chống dính này rất là an toàn. Thì nhà nhà sản xuất người ta cũng đã lường trước được cái về lo lắng về sức khỏe của khách hàng, cho nên họ đã sử dụng một cái lớp chống dính rất là an toàn cho sức khỏe. Và thay vào đó thì người ta cũng cũng làm một cái thiết kế, một cái khay để đựng tỏi á, nó thông minh hơn, nó ưu việt hơn, nên là cái khối lượng tỏi mà để sử dụng và để mà mình làm tỏi á, cái tỏi tươi á, nó được nhiều hơn. Theo cái khảo sát thực tế thì nó được khoảng từ 2,3 kg tới 2,7 kg tỏi, rất là nhiều ha. So với lại cái dòng máy làm tỏi cũ thì nó chỉ được khoảng 1 tới 2 kg thôi, chưa bao giờ trên được 2 kg ha. Đó, thì ở bên trong đây, trong đây là mâm mâm nhiệt, và cái thành này nó cũng được làm bằng cái chất chống oxy hóa nên rất an toàn. Phía trên này thì gồm có ron. Ron kính hơi, ở đây là cái van xả, van tự động hơi nước ha, hơi ha, đây. Ok, thì sau clip mình hướng dẫn các bạn, là sau cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thứ nhất là sử dụng, và thứ hai nữa là lắp cái khay này ha. Thì phía ngoài của máy thì như các bạn đã thấy rồi, thì ở đây nó có kèm theo một cái quy trình hoạt động nữa. Nếu mà khi các bạn không có biết sử dụng, các bạn đọc ở trên này thì các bạn cũng có thể tham khảo để mà mình sử dụng được ha. Đó. Đây. Ok. Thì ở đây nó còn gồm một bộ dây nguồn nữa. Mình chỉ cắm vô mà mình cắm điện mà mình sử dụng thôi. Ok, các bạn cũng tham khảo sơ ha.